Sức khỏe là gia tài vô giá, không có gì mà mua được sức khỏe. Mình làm mình bệnh xuống, mình lấy tiền mình mua lại sức khỏe cũng được. Đó, đó là câu toàn đời. Tức là sức khỏe là giàu. Dạ, coi như có sức khỏe mới có sức khỏe. Chút sức khỏe. Hey, không thấy ông bà mình nói hả? Hồi xưa ông bà mình đói á, gặp con gái chú Tài hỏi, thấy cơm chưa? Còn mấy thằng Tây nó già rồi hỏi, hú mô đu, mình khỏe không? Nó sợ mình bệnh. Đó. Còn nó chưa có tay vậy á, là nó sợ mình lấy dao qua bồi, rút súng ra. Mà thằng nào rút súng ra mạnh là thằng nó sống. Giống như mấy kiếm á chú Tài, thằng nào rút kiếm ra, lành ra nơi khi mình bắt tay, ý nó là trong tay tôi không có vũ khí, hiểu không? Còn bây giờ tao không có vũ khí, tao tên gồm vậy nè. Trái tim, mở rộng vòng tay nhân ái, mở rộng tâm hồn. Bây giờ ý nghĩa nó khác. Đó, quý vị thấy không? Bữa nay cái máy này đầu tiên á, cách đây một năm dài, hai năm ngắn, A Huy Hoàng Thành đã tạo cái máy này cho mình rồi. Máy này là máy thuộc loại dành cho những người phóng viên báo chí. Đó, nhưng mà sau này được New Song Sài Gòn tặng cho một cái Samsung ba cái máy kiến thì Lalo bé mập A Huy Hoàng Kim đã xài cái này để mà quay cho mình được 500 tiểu phẩm rồi chú Tài. Nhờ New Song Sài Gòn tặng. Bây giờ chú Tài mới tặng một cái thứ hai cho mình, cắt vô trong rồi và nó sẽ thay hình đổi dạng. Đó, chú Tài mới vừa tặng, mình bỏ vô sách rồi, màu ở dưới xanh giống như hình của Lalo bé mập đó. Bây giờ quý vị thấy thịnh soạn không? Nhờ New Star Sài Gòn, người anh em tốt mà đã đại gia đình có khung cảnh đẹp như vậy, mình mượn cái này mình làm chương trình 60 năm cuộc đời. Đây, mình ngồi xuống nha, bắt đầu mình đốt đèn hỉ. Đó, cảm ơn Lalo bé mập với Hoàng Thành. Bây giờ đương làm chương trình quay phim. Đây, cái này là Happy Birthday trước này quý vị. Đó, đó, chúc mừng. Coi như kéo mình leo lên tới lầu 6 rồi đó quý vị. À, chú Tài hiểu không? Rồi, coi như là yếu rồi đó. Mang vali đi không nổi nữa rồi. Có vàng, có bạc cũng đi không nổi nữa rồi. Thiệt hết chứ. À, 60 tuổi rồi, mình có vali dắt đi cũng nổi nữa chú ơi. Hết lên máy bay rồi. Đó, xin cầu chúc quý vị thập niên 60 cũng có những ngày vui bên mái ấm gia đình. Dạ. Đó. Đây mà. Mái ấm gia đình. Đó. Happy birthday. Mình chơi ga cái này nhưng mình xài nhiều quá nó hết ga, mượn cái quạt của chú Tài đi. Ai đưa rồi, đâu có lấy lại đâu. Mới đây. Mới đây. Ô ra. Nó nhảy. Đây, quá chừng. Ôi. Đây, quý vị thấy chưa? Sô-cô-la này mới nổi tiếng này liên nữa nè. Đó, cái này cũng ngon, cái nào cũng tuyệt vời hết. Đó, wow. Đó, nhờ anh em mồi một lửa nè. Nhờ cục lửa chú Tài mồi được đấy chú Tài. Đó, coi như anh chú Tài là người giữ lửa đây. Chú Tài biết không, những cái cuộc mà người ta muốn giữ cái niềm tin á, với chuyện lớn á, phải có một người giữ lửa. Tức là đốt rút á, chú có cái dịp mà chú đi đốt rút chưa? Ngọn lửa này truyền qua ngọn lửa khác, giống như Olympic đó. Bây giờ chú hiểu là gì? Đó, Olympic. Xin giới thiệu quý vị, đây là một công chuyện rất là vui tươi. Đó, bây giờ mình chơi. Đó, xin chào quý vị. Rồi, chớp cho một quay đi. Cầu chúc quý vị 60 tuổi qua. Sao cái này... Rồi, như vậy là mình khỏi thổi, khỏi dơ. Từ từ nó chảy xuống. Rồi, quý vị, coi như mà để cho anh em ăn bánh á, mình không có thổi chú Tài. Đỉnh lịch sự. Chứ mình thổi vô nó lây bà cô sao? Đó, chào quý vị, hồi nào cái đèn tắt. Đó, thì bây giờ Lalo mới mập với cậu ấm. Chớp cho tấm hình nghe, quay phim. Dạ, cái này là mình được người anh em ở Hồng Kông á, anh Hùng Hào Kiệt tặng đây. Và rất tiếc là anh Hùng Hào Kiệt không có tham gia trong này. Dạ.
Rồi bây giờ ơi, cảm ơn cả đại gia đình, bữa nay mình đầy đủ rồi. Mình cảm thấy hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc với những người anh em trong gia đình 60. Nếu 65 tuổi mình sẽ mời. Rồi mình uống cốc rượu chúc mừng toàn thể đại gia đình anh em đó. Chụp hình nhé. Rồi chúc anh đi. Từ từ. Wow, quá đẹp quá đẹp. Bữa nay rất là hạnh phúc. Có Không, bánh có trái đầy đủ đây. Đó, nhờ cậu ấm làm giùm nghe. Mình chờ tới, trèo tới lầu 6 là cũng hơi mệt mỏi rồi đó. đây chụp hình nữa. Alo, alo, mau lên đây. Rồi. Đừng có nhúc nhích nữa. Đứng 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 lên chứ mình nữa. bình tĩnh lại. Đó, bình tĩnh gì? Sao ngon quá, ngon quá. Đây là Thôi, chơi một cái tấm này nữa cho nó có vẻ coi như là cái gì hè. Vừa rồi nói cái gì với chú Tài mà trăn mạng đế vương đó. Đó, mình không làm đế vương có quân lính nhưng mà tự mình phong, coi như là đế vương tự phong. Chứ mình không có quân có lính sao, không có cận thần mà tung hô vạn tế làm sao mà mình làm đế vương được. Nhưng mà mình sống đời sống ăn ngon mặc đẹp. À. không quay đang quay mà Có chụp quay phải không? Nên là có không không lo hết kiếp. Khôn khôn dạ dạ chết xong đời. Chi bằng láo láo lơ lơ vậy. Ngủ ngủ ăn ăn. Đi thăm quý vị cho vui. Và nói chuyện trên YouTube. Đó. Cuộc đời có cũng như không. Sáng còn tối mất bằng lòng mà chi. Đó. Rồi xong mời chú Tạng bánh. À. Vui tươi hạnh phúc. Cầu chúc quý vị nhân ngày này tất cả quý vị được vui tươi hạnh phúc và chia sẻ. Rồi bây giờ mình bắt đầu gắp bánh nè. Mấy cái này là xong rồi đó. Tự động nó tắt chứ Tài ơi. Hay quá. Mình khỏi mất công mình thổi. Đó, nữa. Mới có nửa cuộc đời mà. 60 năm cuộc đời so với trăm năm trong cõi người ta mà. Trăm năm làm kiếp con người mình mới có 60. Còn 40 nữa. Đó. Mình phải sống tới trăm năm cuộc đời chứ. Ông cậu của ông Hoàng Lịch ấy, chú Tài, ông sống được chín mấy rồi đó. Vâng. Ông hai Ông hai. với bà hai á. Chú biết mấy cái ông già của người Hoa ở đây á. Năm 88 tôi đến đây 35 năm á. Mấy ông bằng tuổi mình à. Mà 35 năm bây giờ ông 95 nhiều lắm. Ông cụ Huỳnh Tứ Hải ở Bì Diêu. Ông Tô Diễm ba của Tô Sơn rồi. Và với ông Châu Hiền Tân. Rồi ông Lưu Văn Tỷ. Và đó. Đây xin chào quý vị. Bây giờ con đường chỉ A60 nghe quý vị. Quý vị đi theo con đường 60 tuổi. Con đường này đường A. Ở đây có nhiều ký hiệu là E đồ tùm lum. E6. Nhưng mình là A60. Quý vị và cùng mình đi con đường A60 là huy hoàng. Và đó quá tuyệt vời. Đây là con đường A60 đang bật đèn. Rồi bây giờ cắt bánh mời gia đình. Đó, bông hoa hồng quá đẹp. Xong, bắt đầu cắt bánh, xin mời. Đó, mình lấy cái bảng này ra nha. Đó, để loại ra những cái bông, cái trái cây mùa hè rất là đẹp. Anh chị tạo trái cây rất đẹp. Đó, xong, bắt đầu mời. Ê, không có thổi à, không có giao hình trên mà khỏa đi hả, một người mình được rồi. Xong vâng đây mời à, chú Tà có ăn sữa được không? Không được rồi, mời cái lòng thôi nghe. Đây quý vị thấy bánh mời đây, mời chị Năm rồi mời chị Sáu. Vâng vâng không sao, cái đó lấy sao, lấy sao cái đó, à lấy cũng được, mình múc trước rồi. Quá ngon quá ngon. Chị đi đâu là nó quay nữa, có một cái máy của chị ra để chạy đâu là nó đi đó. À. À. Cái đó là đồ nghề của A Huy Hoàng Thành mua để tặng chương trình cho mình nhiều thứ lắm. Hết 5.000 đô mà chưa có xài tới.
đủ loại đồ đó, đó để dành đây, không sao. Rồi coi như mời đi. Cảm ơn. Mời chị Năm, chị Sáu đương chờ ăn bánh ngon nè. À, cái này là gửi lại cho New Star, còn chưa nhận cái lòng được rồi. Cảm ơn. Không, tiền bạc là chuyện nhỏ, tình nghĩa chuyện lớn. Wow, đúng vậy đi. Rồi, tiền bạc là chuyện nhỏ, mình còn cái đồng hồ Lodin nữa. từ chú Tài đó mấy bữa này mất bận, chưa có Lodin. Từ à, chú Tài mới nói tôi nãy nó chưa có kịp lấy Lodin. À, quý vị nghe chưa? Mình sẽ được cái Lodin do Aoi hoàn thành tại món quà của Aoi hoàn thành nữa. Xin chào quý vị, chờ chút. Hai cái bánh cho hai má con. Trời ơi. Chị Huy có rồi. Chị Huy có rồi. Có. Trời ơi. À, đem đi dẹp của hoàn thành rồi đây. Oh, wow. Xin chào quý vị, Aoi hoàn thành. Bữa nay đúng ngày. Này chú Tài chị La Khoa nè. À, đây quà cốt. Trời ơi. Nè, cái bọc kết bự nè quý vị. Cái này dì Sáu cho nè. À, dì Sáu cho nha. À, cái này dì Năm tặng nè. À, quý vị coi nè. À, Huy hoàn thành tặng nè, đó. À. Đây, quà wow, chú Tài thấy không? Hai cái màu đỏ, không biết cái gì đây, chật quà. Wow, trời quá. Ôi da, con nói cái nó tát còn sáu rồi. Rớt còn sáu xuống luôn nè. Đó. Wow. Yeah. Cái này chờ luôn rin nó lâu quá. Cái này mau này chú Tài. Chú Tài qua nè. Nếu mà chú Tài chỉ ra thích á. Wow. Ôi da. Chờ chút. Wow, mình có đèn nhỏ nữa nè. À, đây. Wow. Quý vị qua nè. Wow, Hamlet lô đà. Cái thùng này bí mật quá đi. Oh, ôi. Cả đời nó theo cha mẹ. Bây giờ nó muốn mình tiếp tục 60 năm đừng có về hưu. Chuẩn bị làm cho nó ăn chú Tài. Nó muốn tôi nấu đồ ăn cho vợ con nó nữa nè. Ở chỗ nồi nè. Trời ơi. Chú Tài, cái nồi này ngọt đồng này chú Tài. Trời ơi, quá ngon. Wow, cảm ơn. Là Huy hoàn thành nha. Cái hiệu này quý vị. Có hiệu ký tên đàng hoàng đó. Đó. Ký tên đàng hoàng. Trời ơi. Wow, bữa nay tới New Star Sài Gòn mà có cái nồi đẹp như thế này là quá tuyệt vời rồi. Dì Năm đi đâu rồi hè? Cái nồi đẹp quá quý vị ơi. Cái nồi này là tiếp tục nấu lân gù. Wow, quý vị thấy cái nồi đẹp không? Cái nồi này $100 đây quý vị. Công trình nó làm đại học luôn đó quý vị. Mà nó được cái nồi này đẹp để tặng cho cha già dấu yêu nhân ngày này để tiếp tục nấu nồi lân gù ngon. Đó, nên là mình hy vọng mình còn sức khỏe để mà tiếp tục nấu cho con cho cháu ăn nha quý vị. Đây, chớp mình cái nồi đi. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hoa Huy Hoàng Thành đã tặng cho mình cái này để cho A Huy Hoàng Gia và A Huy Hoàng Kim thân mẫu nấu đồ cho con cho cháu. Bữa nay hy vọng duyên lành sẽ tới, ý trung nhân sẽ gõ cửa. Cầu chúc quý vị nào lắng nghe mà quý vị muốn đi vào gia đình của A Huy Hoàng Gia, A Huy Hoàng Kim và A Huy Hoàng Thành thì xin quý vị vui tươi và được tràn đầy hạnh phúc.